Nhờ công tác tuyên truyền vận động tích cực nên những năm gần đây, phong trào hiến máu nhân đạo ngày càng phát triển mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở tầng lớp thanh niên, học sinh sinh viên, phong trào hiến máu nhân đạo đang được các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người dân ở vùng sâu vùng xa tích cực tham gia. Như vậy, ngành y tế đã chủ động hơn trong công tác thu dung và phân bổ nguồn máu cho các bệnh viện, kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân. Từ trước đến nay, trước mỗi lần đi thu gom máu từ các đợt hiến máu tình nguyện, cán bộ nhân viên trung tâm huyết học truyền máu đều phải chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, bao đựng máu. Mặc dù ngày mai họ phải bắt đầu hành trình 200 km lên tận huyện miền núi Quế Phong để thu gom máu, thế nhưng thay vì mệt nhọc, các cán bộ nhân viên của trung tâm cảm thấy vui khi có thêm lượng máu đáp ứng cho nhu cầu của các bệnh viện. Dù có cái thời gian rất là vất vả, anh em chuẩn bị đồ đạc, các cái dụng cụ đi lấy máu, đi miền núi xa xôi, các huyện đồng bằng, tất cả các cái, thì nhưng chúng tôi không vì cái mệt nhọc đấy mà chúng tôi cố gắng hơn nữa, là rất vui mừng là chúng tôi thu gom được về máu và điều trị cho người bệnh. Khác với những năm trước, thời điểm hè và cuối năm, kho máu của Trung tâm Huyết học Truyền máu Nghệ An luôn khan hiếm, thì từ đầu năm 2014 đến nay, trong kho luôn có khoảng ít nhất là 300 đến 400 đơn vị ở tất cả các nhóm máu, như thời điểm hiện nay là trên 2.000 đơn vị. Và chưa bao giờ kho máu có nguồn dồi dào như thế. Từ hoạt động tháng thanh niên, phong trào hiến máu nhân đạo được triển khai rầm rộ ở nhiều đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Năm 2014 này thì lần đầu tiên mà Nghệ An phủ kín được cái địa bàn hiến máu, kể cả những địa bàn vùng sâu vùng xa. Và cái lượng máu cũng như chế phẩm máu đáp ứng, phải nói là có đầy đủ các cái chế phẩm và cái lượng máu thường xuyên dồi dào. Đây là một cái thành quả cho là cái kết quả vào cuộc của từ cấp lãnh đạo chính quyền cũng như là mọi người dân. Theo kế hoạch năm 2014, chỉ tiêu thu gom máu từ phong trào hiến máu tình nguyện là 16.000 đơn vị. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối tháng 11 đã tiếp nhận được hơn 18.500 đơn vị máu, đạt gần 116%. Nếu như những năm trước, đối tượng tham gia hiến máu chủ yếu là học sinh, sinh viên ở các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, thì nay đã triển khai và đi sâu vào các cơ quan hành chính sự nghiệp, thanh thiếu niên ở các huyện, thành thị. Mạng lưới tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện đã hình thành, từng bước hoàn thiện và phát triển dưới nhiều hình thức phong phú như câu lạc bộ hiến máu, nhóm người hiến máu dự bị. Đặc biệt có sự tham gia phối hợp hiệu quả của các địa phương và Trung tâm Huyết học Truyền máu của tỉnh, mà đầu mối then chốt là Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An. Hiện nay nó có những một cái công tác nó thường xuyên rồi, nó sâu rộng, nó có bề dày. Cán bộ lãnh đạo từ huyện ủy này, ủy ban này, họ là người đi đầu trong việc lấy máu. Khi nào triển khai lấy máu, những anh chị lãnh đạo lấy máu đầu tiên thì thể hiện là sự quan tâm. Mà từ cả anh các chị đó, cho nên những người mà đến tham gia hiến máu họ phải là tích cực hơn. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng trong thời gian tới là duy trì và phát triển phong trào hiến máu tình nguyện một cách bền vững thì cần phải tổ chức tuyên truyền có chiều sâu, làm cho các cấp, các ngành và mọi người dân hiểu rõ hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, một nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cá nhân trong xã hội văn minh. Các thành viên ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh cũng phải thật sự vào cuộc, hoạt động có chất lượng, hiệu quả hơn.